Đây chính là Lâm Tử Ni, nơi đã sinh ra Đức Phật năm 563 trước công nguyên. Một miền đất hẻo lánh nghèo nàn ở chốn biên thùy của nước Nepal nhỏ bé. Chiếc xe lôi này là phương tiện chính của chúng tôi. Để đến được chốn thánh địa linh thiêng này, chúng tôi đã phải vượt qua hàng chục ngàn cây số bằng đường hàng không, đường bộ và đường sắt. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Chúng tôi thầm chia sẻ niềm hạnh phúc với cả ngàn người đang chuẩn bị được chứng kiến cái mét vuông đất huyền diệu nơi mà Đức Phật đã ra đời. Đó chắc phải là khoảnh khắc ngàn vàng trong đời của một Phật tử. Thì ra, cái khu vườn đã trở thành huyền thoại ấy chính là đây, là cái khuôn viên đầy phế tích của những tu viện cổ hoang tàn. Và ngôi đền màu đỏ hình vuông bề thế này, tòa nhà vừa là đền thờ, vừa là bảo tàng di chỉ khai quật khu Phật tích. Di tích đã được các nhà khảo cổ người Đức khai quật vào năm 1895, tìm thấy phế tích đền đài, tảng đá mà vua A Dục đã đánh dấu nơi Đức Phật ra đời, và cây cột bia mà nhà vua đã xây dựng để ghi lại sự tích này. Tảng đá màu xanh trong lồng kính được đặt đúng vào vị trí Đức Phật ra đời bên dưới tán cây vô ưu mà Hoàng hậu Maya đã vin cành lúc hạ sinh ngài. Bằng chữ ghi, tảng đá đánh dấu chính xác nơi Đức Phật ra đời. Chuyện kể rằng Hoàng hậu Maya xin phép vua Tịnh Phạn về quê nhà để sinh con đầu lòng theo phong tục. Nhưng khi về đến vườn Lâm Tử Ni mới cách thành Ca Tỳ La Vệ 25 cây số thì bà đã sinh ngay con trai. Lúc thái tử được 2 ngày tuổi có 8 vị Bà La Môn đến làm lễ đặt tên, và 3 ngày tuổi thì có vị đạo sĩ A Tư Đà đến xem tướng số. Bà qua đời khi con trai được 7 ngày tuổi. Thế kỷ thứ 7, sư Huyền Trang qua đây có ghi: bức tường đổ nát, trụ đá hư hại phần đỉnh. Đến thế kỷ thứ 12, 13, thánh tích này lại bị chiến tranh hủy diệt, chôn vùi tất cả, rồi hoàn toàn bị lãng quên cho tới khi nó được khai quật vào thế kỷ thứ 19. Theo huyền sử thì tại hồ nước này, dòng vàng đã hiện lên để tắm cho Đức Phật. Việc khai quật và phát hiện ra thánh tích là sự kiện cực kỳ quan trọng nhưng rất ít được chú ý, và phải trải qua thêm 70 năm bị lãng quên nữa tới năm 1967, khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc U Than qua đây tiến hành chương trình phát triển Lâm Tử Ni với sự đóng góp tài chính của 13 quốc gia thì nó mới chính thức được hồi sinh. Khuôn viên rất rộng và hết sức thanh bình, đây chính là tâm điểm của thánh tích, là cơ sở để từ đó các công trình to lớn mọc lên khắp nơi. Đây là gốc bồ đề đại phổ thụ, loài cây thường được trồng ở chùa chiền, đền tháp, tu viện Phật giáo. Khi còn sống, Đức Phật đã nói với môn đệ rằng bồ đề có thể thay mặt ngài lúc đi vắng. Dưới gốc cây này ở bồ đề đạo tràng, Đức Phật đã đắc đạo. Vì thế, nó là loài cây linh thiêng được đông đảo Phật tử tôn kính và chiêm bái. Dây phướn được treo khắp nơi với các câu kinh câu chú tranh vẽ trên đó, ta hiểu rằng người Tạng đã tham gia trang trí tích cực cho khu vực này. Họ được xem là dân tộc sùng kính Đức Phật nhất hiện nay với cách riêng rất độc đáo và nhiệt thành. Xin có thêm đôi lời về A Dục Vương. Ông có công rất lớn trong việc truyền bá, phát triển và giữ gìn đạo Phật. Ngoài việc cho con trai và con gái xuất gia đi truyền đạo, ông còn phân phát xá lợi đi thờ khắp các nước, cho dựng trụ đá ở rất nhiều nơi ghi nhận các địa danh quan trọng liên quan đến cuộc đời Đức Phật và Phật pháp.
Sau bao thế kỷ chôn vùi, vậy mà khi đào lên, kỳ lạ thay, cây cột này vẫn còn nguyên dòng chữ của vua A Dục ghi rất rõ. Do sự kiện Đức Phật đã từng đản sinh tại đây, vùng Lâm Tỳ Ni được miễn thuế và giảm mức lợi tức còn lại 1/8. Đây là cây cột A Dục thứ hai mà chúng tôi được thấy kể từ đầu cuộc hành trình. Dã từ Lâm Tỳ Ni, chúng tôi sẽ còn trở lại Nepal một lần nữa để khám phá miền đất dưới chân Hy Mã Lạp Sơn đã cung cấp nước cho sông Hằng và tìm hiểu thêm một miền đất thánh Ấn Độ giáo và Phật giáo ở bên ngoài biên cương Ấn Độ. Thị trấn biên giới này của Ấn Độ có tên là Sonoli, rất sầm uất, một phần là nhờ vào sức hút du khách của Lâm Tỳ Ni. Trong chương trình phát triển Lâm Tỳ Ni của Liên Hợp Quốc, ngoài việc xây nhà bảo tàng, trung tâm nghiên cứu Phật học, còn có tuyến đường dài dẫn đến vùng thánh tích được xây dựng rất công phu. Con đường này sẽ dẫn chúng tôi tới Kusinaga, nơi Đức Phật viên tịch, tức nhập Niết Bàn, cách Lâm Tỳ Ni khoảng 6 giờ xe chạy. Cả thành Xá Vệ, kinh đô Ca Tỳ La Vệ và Kautina, tức Kusinaga, đều ở miền cực đông bắc của bang Uttar Pradesh, giáp với Nepal, đường xá chưa phát triển. Cùng với bang Bihar ở bên cạnh, vùng đất này xưa kia là địa bàn hành đạo chủ yếu của Đức Phật, cũng là nơi mà nhà sư Đường Tam Tạng hay lui tới tham quan, tu hành và học tập cách đây trên 13 thế kỷ. Cả nhà sư phát hiện đời Đông Tấn trước đó cũng ghi nhận nhiều điều về xứ này. Rõ ràng, xa xưa đây chính là vương quốc của Phật giáo, đồng thời là những nẻo đường truyền bá đạo Phật đi các nơi, kể cả việc vượt qua Hy Mã Lạp Sơn ở phía Bắc và băng qua sông Hằng ở phía Nam. Lúc này là giờ tan trường của học sinh trung học. Các cháu gái mặc đồng phục theo phong cách cổ truyền của phụ nữ Ấn Độ, có khăn choàng ở cổ thả ra hai phía sau, trông rất duyên dáng và ấn tượng. Đường xấu nên xe hỏng là chuyện thường. Đã có lần suýt nữa thì chiếc xe lao nhào xuống sông do đường quá hẹp lại quá xấu, thật vô vía. Vậy là xong, chỉ mất khoảng hơn một giờ sửa chữa. Nghe nói Kautina cũng chỉ là một làng quê hẻo lánh, gần đây vì thường xuyên đón khách hành hương nên mới sầm uất hẳn lên. Màn đêm đã buông xuống khắp vùng đất Phật, khiến tất cả chúng tôi chìm sâu vào một cảm giác mơ hồ. Thank you.